내 아들 내 파장 저, 어. 그 운동하이라 유, 운동하이라 동갑과 덕한, 마하 망가와 숫다. 우리 답변 할 걸, 마하 망가와 숫다. 마하 망가와 숫다. 딱 뜯을 거야, 너. 사람 늦어, 하이. 마하로 유 마하 동네라 망가 동네라 끝끝끝마오망가라동네라야다동네라한끝끝다동네라등그방방끝끝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 
là tôi xin thưa quý vị, với Hòa Thượng Trưởng Quan, tôi không biết lý do tại sao cái bản kinh nó hay như vậy mà không vượt sang tiếng Việt bình sư những thế kỷ đầu. Hồi cách đây trên 50 năm mà thầy nghe mấy ông thầy Theravada ông tụng cái bản kinh này bằng tiếng Phạn á, thầy tưởng là cái bài thần chú. Nhưng mà sau khi mà sang Ấn Độ học cái tiếng Pali á, học ra được ván một. Trời ơi, cái bản kinh này nó hay quá trời quá đất nhiều, mà tại sao người ta giấu? Kể cả bên Trung Quốc, kể cả bên Nhật Bản, kể cả bên Tây Tạng, có cái bản kinh này mà người ta không biết. Cho nên bản kinh này tôi dịch sang và tôi cho khắc trong cái bản đá. Nếu mà Hòa Thượng Trưởng Ban đây và quý vị Phật tử ở tỉnh Long An này mà sang đất Phật á, mà đi tiếp cái chuyện đó, tôi chỉ tặng nguyên một cái thảm dịch bản đá đem về đây để. Bản kinh tôi phát rồi, tôi mở đã như quý vị cái bản kinh này. Đức Phật dạy mình sống an lạc, Đức Phật dạy mình làm giàu đó. Và thầy chứng minh những người Đức Phật dạy mình gì? Đức Phật dạy mình Asavana ba lê nằm. Phật cho thầy là Asavana ba lê nằm, Asavana ba lê nằm. Tất cả người này đã từng đến độ. Thầy chủ quan thì sao mà thầy hay được quý vị tôi tử thầy không hình quá vậy? Mới đọc cái đọc chứng này Alpha ba lên năm là có nghĩa là chú quyết và quay con bé cái cổ. Cái hành cách thứ nhất là Đức Phật dạy mình chống xa kẻ xấu ác. Tại sao là chống xa ác đương nhiên mình xây gì mới xấu ác á? Thế nào mình cũng có vấn đề, đâu biết không? Đó. Mình không quan trọng, mà chơi với anh trọng, công an nó mắc cánh cửa luôn rồi mình ra. Sao bây giờ chuẩn bị còn thiếu gì nữa không? Còn thiếu gì nữa không? Giấy tờ với minh thư ở đây nè. Rồi. Em bỏ trong cái vỏ đó luôn. Tại vì cái chứng minh photo, nhưng mà giấy mà không hiểu để trong cái bọc. Bọc nó để em bỏ vô luôn. Còn đồ đạc đâu đem ra đi coi còn cái gì nữa thiếu đủ cái gì nữa không? Không bao giờ nó làm mình khổ. Còn những cái gì mà Đức Phật dạy mình, tha ta cái gì? Cái gì? Là có nghĩa là gì thầy? Kính trọng mẹ cha. Và bởi vì sao cha mẹ là người mang nặng đẻ đau mình. Mình kính trọng mẹ cha. Rồi Phật biến mình, thần thánh biến mình, người xung quanh biến mình. Quý vị thấy, ở trong này Đức Phật dạy mình. Vô bệnh viện nào nấu lại được không? Chí tâm. Hả? Nấu nào? Nó này nha. Chí ra tâm như thích cả. Là có nghĩa là người nóng này được không? Tôn trọng luật pháp. Ủa, chí là nó nào? Nào? Tôn trọng luật pháp nước đó. Bậy, bất nhợ, thầy đi ra và cái nón em. Ở Việt Nam này, đi ra... Ba nón này bình dân đi. Nhưng mà khi cái gì đi ra bên Ấn Độ, okay. Phải giữ tay trái, giữ tay mặt xe nó đụng mình. Thấy chưa? Trong ngày Đức Phật, cái bản kinh này Đức Phật dạy mình làm giàu nữa chứ không quý vị. Bây giờ bữa nay tôi có ở trong đây Đức Phật dạy mình cái gì? Trong ba tháng về nước đại dạy mình là chân ta nước đại.